bạn đang nghe truyện hệ thống cửa hàng ở dị giới trên kênh TV Audio CV. Chương 1237, cái gọi là bản xếp hạng, chúng ta phải làm một. Nói xong, hắn gật đầu với một du một cái, rồi rời khỏi khu vực nghỉ ngơi, một du cũng vội vàng đứng dậy khỏi ghế sofa, hành lễ cáo biệt Dương Phong, sau đó nhanh chóng đi theo Thánh Thiên, này, Thánh Thiên huynh đệ, ta hỏi thăm một chút, vị trưởng quỷ này rốt cuộc là ai? có phải hắn là hóa thân của thiên đạo thánh giới không một du đi đến bên cạnh thánh thiên nhỏ giọng hỏi thánh thiên thấy thái độ hiện tại của một du trong lòng rất hài lòng cũng quên đi chút khó chịu đối với một du trong lòng sau khi nghe một du nói xong thánh thiên lộ ra vẻ mặt vô cùng khinh thường nói hừ thiên đạo thánh giới thì tính là cái gì đến lúc đó thánh nguyên hoang giới biến thành minh vực ta cũng không cần phải chịu sự khống chế của thiên đạo thánh giới nữa đến lúc đó nếu hắn dám lại nhảy trước mặt ta, xem ta dạy dỗ hắn một trận ra sao, tuy rằng Thánh Thiên trả lời không, câu sau thậm chí có chút không liên quan, nhưng, một du có thể nghe ra được sự kinh thường của Thánh Thiên đối với thiên đạo Thánh Giới, hơn nữa hiện tại hắn cũng biết Thánh Thiên muốn biến Thánh Nguyên Hoang Giới thành minh vực gì đó, hắn có khả năng có được thực lực ngang hàng với thiên đạo Thánh Giới, ực, ừ, nghĩ tới đây, một du không nhịn được nuốt nước miếng, quá kích thích, quá điên rồ thiên đạo hoang giới lại có thể có được năng lực ngang hàng với thiên đạo thánh giới không phải điên rồ thì là gì mà tất cả những điều này là ai ban cho đại nhân là vị đại nhân kia ban cho chẳng phải là nói nghĩ tới đây một du vội vàng hỏi thánh thánh thiên huynh đệ ý của ngươi là vị trưởng quỷ kia còn lợi hại hơn cả thiên đạo thánh giới ha ha thánh thiên nhìn bộ dạng kinh ngạc của một du đột nhiên cười lớn hắn không trả lời trực tiếp mà hỏi ta nói này một du ngươi có muốn vượt qua thánh tôn hoặc là chủ tể không tuy rằng thánh thiên không trả lời trực tiếp nhưng mà vẻ mặt cùng tiếng cười kia đã nói rõ tất cả một du cũng thông minh nếu không hắn cũng không thể nào tu luyện từ một phàm nhân lên tới sao có thể không nghe ra ý nghĩa trong tiếng cười của thánh thiên nghe được câu hỏi này của thánh thiên một du gật đầu lia lịa muốn chứ ai mà chẳng muốn vượt qua thánh tôn hoặc là chủ tể đây là mục tiêu cả đời của ta đây không chỉ là mục tiêu cả đời của một du mà là mục tiêu cả đời của tất cả những người tu luyện chỉ cần tu luyện tới chủ tể như vậy sẽ có được sinh mệnh vô tận đó chính là sinh mệnh vô tận ai mà không muốn có hắc hắc muốn là được hiện tại cơ hội đang ở ngay trước mắt ngươi chỉ cần xem ngươi có biết quý trọng hay không nói xong thánh thiên đi thẳng về phía trước thánh thiên huynh đệ ngươi đừng đi a à, chúng ta đều là nam nhân đã là người trong giang hồ thì không nói chuyện vòng vo có chuyện gì cứ nói thẳng ra một du thấy thánh thiên nói nửa chừng cứ úp úp mở mở khiến hắn rất khó chịu hắn bước nhanh hai bước đuổi theo thánh thiên bảo hắn nói rõ những lời vừa rồi rốt cuộc là có ý gì thánh thiên cũng không giấu giếm liền nói cho hắn nghe về chuyện tu tiên tu tiên một du nghe thánh thiên giảng thuật về tu tiên hai mắt sáng lên được cứ quyết định như vậy đi lúc này hắn đã đưa ra một quyết định quyết định này đã thay đổi cả cuộc đời hắn tiểu bạch Huyền Phi, Hồng Vân, Dương Phong gọi Tiểu Bạch, Huyền Phi và Hồng Vân đến bên cạnh mình, chủ nhân. Dương Phong nói, vừa rồi các ngươi cũng nghe thấy rồi đấy, Thánh Giới đã tạo ra một cái bản xếp hạng, ta thấy cũng khá thú vị, cái gọi là bản xếp hạng này, cửa hàng chúng ta cũng phải làm một cái. Nói đến đây, Dương Phong ngẩng đầu nhìn Tiểu Bạch, Huyền Phi, Hồng Vân, mỉm cười nói, hiện tại giao cho các ngươi một nhiệm vụ, thu thập tất cả các hội viên hiện tại có chiến lược võ đế và thiên cảnh, xếp hạng 100 người mạnh nhất, lấy 30 người đứng đầu làm anh hùng thiên bản, 70 người còn lại làm hào. Kiệt địa bản, Tiểu Bạch, Huyền Phi và Hồng Vân nghe vậy, trong lòng lập tức suy nghĩ, vừa rồi khi nghe một du nói về bản xếp hạng của Thánh Giới, bọn họ cũng đã nghĩ nếu như thiên thần đại lục cũng có một bản xếp hạng như vậy thì sẽ thú vị biết bao, nhưng không ngờ rằng, chủ nhân lại cũng muốn làm ra cái gọi là bản xếp hạng này, hơn nữa còn giao nhiệm vụ gian nan này cho bọn họ, Lúc này bọn họ đều vĩnh tai lên nghe, sợ bỏ sót một chữ, Dương Phong nói tiếp, trong số các hội viên, ta sẽ thu thập. Danh sách 100 võ giả và ma thú dưới 30 tuổi có thiên phú chiến lực, thiên phú tu luyện cao nhất, lập thành nhân giới thiên kiêu bản, đợi đến khi mọi người bắt đầu tu tiên, ta sẽ bổ sung thêm phiêu miểu tiên lữ bản. Dương Phong nói đến đây thì vô cùng hài lòng với ý tưởng của mình, hiện tại chỉ cần hoàn thành hai bản xếp hạng này là có thể hoàn thành nhiệm vụ, vâng, chủ nhân, tiểu bạch, Huyền Phi, Hồng Vân vô cùng phấn khích, chuyện này đối với ba người bọn họ mà nói là vô cùng có ý nghĩa, bọn họ. Xem như là người sáng lập, về sau nếu nhắc tới, tên của ba người bọn họ sẽ được người đời truyền tụng, có thể nói là lưu danh muôn thuở. Dương Phong nói tiếp, ta cũng sẽ thông báo qua thẻ hội viên, nếu có ai hứng thú muốn ghi danh vào bản xếp hạng này thì hãy đến tìm các ngươi để đăng ký, các ngươi hãy tìm một địa điểm thích hợp, lập một điểm đăng ký, thu thập thông tin là được, à đúng rồi, Hồng thể không được tham gia bảng xếp hạng lần này. Đây là chuyện của nhân giới, hồng thể dù sao cũng thuộc về minh vực, cho nên không thể tham gia bảng xếp hạng chiến lực. Ba người tiểu Bạch lập tức rời khỏi cửa hàng, đi tìm địa điểm thích hợp để làm điểm đăng ký, hơn nữa bọn họ cũng cần tìm thêm vài người giúp đỡ. Phân tích những nhân tài trẻ tuổi muốn ghi danh vào Thiên Kiêu bảng, đối với bảng chiến lực, việc này rất dễ sắp xếp, nếu không phục thì cứ đánh một trận là xong, còn đối với Thiên Kiêu bảng Cần phải phân tích thiên phú, việc này đối với ba người bọn họ mà nói là vô cùng khó khăn, cho nên Tiểu Bạch bọn họ còn phải đi tìm thêm người để phân tích vấn đề thiên phú, bất kể là người trong cửa hàng hay là người ở bên ngoài cửa hàng, khi cảm nhận được sự khác thường từ thẻ hội viên, đều tò mò, ồ, oh, có tin tức mới, xem Dương trưởng quỹ gửi gì nào, mọi người liền liền lấy thẻ hội viên của mình ra xem, khi bọn họ nhìn thấy nội dung mà Dương Phong gửi, tất cả đều trở nên hưng phấn anh hùng thiên bản, hào kiệt địa bản, thiên kiêu bản, ha ha, anh hùng thiên bản, lão phu nhất định phải ghi. Danh, hắc hắc, anh hùng thiên bản thì lão phu không dám mơ tưởng, nhưng hào kiệt địa bản, lão phu nhất định phải tranh một suất, thiên kiêu bản, ta nhất định phải vào, rất nhiều người lúc này đều tràn đầy tự tin vào thực lực của mình, ai cũng muốn lưu danh trên bảng xếp hạng, ha ha, anh em, chúng ta đi tìm lão tổ đăng ký, 10 vị trí đầu thiên bản này ma thú chúng ta bao hết, viên hồng lớn tiếng hô hào, hùng khoác hải cũng cười lớn, ha ha, mười vị trí đầu thiên bản, còn ai có thể là đối. Thủ của ma thú chúng ta chứ, ma thú huyễn nguyệt ma sâm từng người một đều vô cùng phấn khích, trong mắt bọn họ, nếu thiên bản và địa bản mà không chiếm được hơn phân nửa số vị trí thì đó chính là thất bại, cách thiên ba hồ không xa, lăng quân thiên nhìn thấy tin tức trên thẻ hội viên, liền hưng phấn ngẩng đầu lên, các huynh đệ, chúng ta cũng đi đăng ký, thiên kiêu bản này sao có thể thiếu chúng ta được lâm ngạo thiên triệu trường thanh ngụy thư tuấn sau khi xem qua thẻ hội viên từng người cũng đều hò hét vang trời đây là thiên kiêu bản bọn họ tự xưng là thiên tài sao có thể bỏ qua thiên kiêu bản này được không vào thiên kiêu bản sao xứng là hảo hán ha ha đi thôi cả đám người cùng nhau đi về phía cửa hàng tiểu bạch huyền phi hồng vân từ cửa hàng đi ra nhìn thấy mọi người nhiệt huyết sôi trào cảm xúc dâng cao ba người liếc mắt nhìn nhau trong ánh mắt đều lộ ra vẻ hưng phấn lão tổ tông chúng ta muốn đăng ký lúc này viên hồng hùng khoác hải đi tới trước mặt hồng vân nói rằng muốn đăng ký tham gia bản chiến lực hồng vân hiểu được tâm trạng nóng lòng này của bọn họ nhưng mà chuyện này mới vừa được công bố sẽ không thực hiện ngay lập tức được nhanh nhất cũng phải ngày mai mới có thể bắt đầu đăng ký hồng vân không cần phải gấp gáp như vậy Ngày mai chúng ta sẽ lập điểm đăng ký ở khu đất trống phía Nam thành, đến lúc đó các ngươi hãy đến đăng ký, đối với bản chiến lực, chắc sẽ không có quá nhiều người và ma thú tham gia, những người muốn tham gia chắc cũng chỉ có võ giả võ đế và ma thú thiên cảnh, cho dù là võ giả võ đế hay là ma thú thiên cảnh, số lượng cũng chỉ có bấy nhiêu đó. Nửa ngày là có thể giải quyết xong hơn nửa trên bản. Xếp hạng 30 người này cũng không có gì phải tranh cãi nhiều, thực lực của mọi người đều rõ ràng ai mạnh ai yếu liếc mắt một cái là biết, còn đối với địa bản, vậy thì phải trải qua một trận kịch chiến, nhưng mà loại chiến đấu này, trong vòng một ngày cũng có thể giải quyết xong, ngày mai, ở khu đất trống phía Nam Thành, chúng ta sẽ lập điểm đăng ký, đến lúc đó ai muốn đăng ký thì cứ đến đó, bản chiến lực chỉ ghi nhận 100 người, những ai có thực lực thấp hơn võ đế, thiên cảnh thì đừng đến góp náo. Nhiệt, giọng nói của huyền phi vang vọng khắp bầu trời thiên phong thành, Huyền Phi cũng muốn nhân tiện nhắc nhở những võ giả hoặc ma thú muốn tham gia thiên bản, địa bản, đừng có không biết tự lượng sức mình mà đến làm tốn sức bọn họ, với thực lực địa cảnh hoặc là võ hoàng của ngươi, có lẽ có thể đánh bại ma thú thiên cảnh hoặc võ giả võ đế cấp thấp, nhưng đó cũng chỉ là ma thú thiên cảnh và võ giả võ đế cấp thấp mà thôi. Những võ giả và ma thú muốn tham gia bản chiến lực ít nhất cũng phải là Trung giai, cho nên các ngươi đừng đến làm tốn thời gian nữa, giọng nói của huyền phi tiếp tục vang lên, đối với thiên kiêu bản, nếu thực lực của ngươi kém cũng không sao, chỉ cần thiên phú của ngươi đủ cao thì vẫn có thể ghi danh vào thiên kiêu bản, cho nên điều kiện đối với thiên kiêu bản sẽ thoải mái hơn rất nhiều, cho dù bây giờ ngươi có chiến lực vô song trong số những người cùng lứa, nhưng nếu thiên phú có hạn, cho dù có ghi danh vào thiên kiêu bản thì thứ hạng cũng sẽ không cao. Thiên Kiêu, thiên kiêu, Thiên phú và chiến lực thiếu một thứ cũng không được, hơn nữa thiên phú còn quan trọng hơn chiến lực, dù sao chiến lực có thể bồi dưỡng, còn thiên phú thì không thể, có lẽ có thể dùng những vật phẩm nghịch thiên để tăng cường thiên phú, nhưng đó chỉ là hậu thiên, trong cùng một điều kiện, tiên thiên tất nhiên sẽ tốt hơn hậu thiên. Sau khi Huyền Phi nói xong, một số người trẻ tuổi cảm thấy thiên phú của mình hơn người liền nảy sinh ý nghĩ muốn tham gia. Có lẽ thực lực hiện tại của ta không bằng Triệu Trường Thanh lâm ngạo thiên nhưng mà biết đâu thiên phú của ta lại cao hơn bọn họ thì sao cho dù không cao hơn những thiên tài này nhưng đối với những người khác có lẽ ta đánh không lại ngươi nhưng thiên phú của ta chưa chắc đã kém hơn ngươi những người trẻ tuổi nảy sinh ý nghĩ này đều tràn đầy khao khát muốn ghi danh vào thiên kiêu bản lúc này phần lớn người trẻ tuổi trong hội viên đều muốn đăng ký tham gia tranh cử thiên kiêu bản chúng ta cần vài người hỗ trợ để thảo luận và bình chọn ra những người được ghi danh vào thiên kiêu bản ngày mai khi đăng ký nếu ai có hứng thú cũng có thể tham gia cùng chúng ta giọng nói của tiểu bạch vang lên trên bầu trời những người có tư cách tham gia thảo luận và bình chọn này trên cơ bản chỉ có một số ít người mà thôi còn những người trẻ tuổi kia thì quên đi bọn họ không có tư cách những người đến bình chọn thiên kiêu bản không chỉ cần có tư lịch mà còn phải có ánh mắt nhìn người thiếu một thứ cũng không được nếu không bản xếp hạng mà ngươi bình chọn ra sẽ khó lòng khiến người khác tâm phục khẩu phục, nhưng cũng không thể loại trừ có một số người có thiên phú về phương diện này. Nếu như ngươi thật sự có năng lực hơn người, tiểu bạch bọn họ cũng sẽ cho ngươi tham gia, loại sự kiện trọng đại này. Những người như Hoàng Chính Hạo, Phong Phi Trần chắc chắn sẽ không bỏ qua, bọn họ cũng tự cho rằng mình có năng lực để hỗ trợ bình chọn thiên kiêu bản. Nếu như có thể lưu danh sử sách thì chẳng phải là chuyện. Tốt sao, tiểu bạch đại nhân, ta muốn hỏi một chút, người ở cấm đoạn đại lục chúng ta có thể tham gia hay không? Lúc này, Thái Thượng trưởng lão Diệp Huy của chú Linh Tông đi tới hỏi. Mặc dù hắn đã thấy trong thể hội viên nói rằng tất cả hội viên đều có thể tham gia, nhưng để chắc chắn hơn, vẫn nên hỏi lại cho rõ, tiểu bạch gật đầu. Chủ nhân đã nói rất rõ ràng rồi, chỉ cần là hội viên của cửa hàng đều có thể tham gia, ngoại trừ hồn thể, chủ nhân đã nói là tất cả hội viên, vậy thì chính là tất cả hội viên, bất kể ngươi là người ở đâu, đều có thể tham gia, chuyện này không cần phải nghi ngờ, đa tạ tiểu bạch đại nhân đã giải đáp. Diệp Huy thở phào nhẹ nhõm, như vậy, thiên bản cũng sẽ có một suất cho mình, đối với những người ở cấm đoạn đại lục, đó đúng là một chuyện vô cùng khó chịu, bọn họ có thực lực để ghi danh vào bản chiến lực, nhưng lại không thể đăng ký, chỉ có thể đứng nhìn mà sốt ruột, cuối cùng Trần Lâm còn cố ý đến hỏi Dương Phong, phải giải quyết chuyện của những người ở cấm đoạn đại lục như thế nào, Dương Phong nói với hắn, nếu như bọn họ muốn ghi danh vào bảng xếp hạng thì chỉ có hai cách. Cách thứ nhất là đến chỗ Tiểu Bạch đăng ký, chuyện này ta đã giao cho bọn họ rồi. Cách thứ hai là đợi thêm một năm nữa, đến lúc đó bảng xếp hạng sẽ được cập nhật. Lần cập nhật tiếp theo, cửa hàng sẽ tự động cập nhật. Đến lúc đó chỉ cần thực lực của ngươi đạt yêu cầu là có thể ghi danh, không cần phải đăng ký tham gia. Những điều này đều là Dương Phong hỏi hệ thống mới biết được. Ngoài vấn đề này, Dương Phong còn hỏi hệ thống một số vấn đề khác tương đối khó xử lý. Dương Phong hệ thống, sau khi những bảng xếp hạng này được công bố, nếu có người không phục với thứ hạng trên bảng thì sao, hoặc là sau này có người từ đại lục khác gia nhập hội viên mà thực lực của bọn họ cao hơn những người trên bảng xếp hạng thì phải xử lý như thế nào? Hệ thống, ký chủ yên tâm, sau khi những bảng xếp hạng này được công bố, hệ thống sẽ xác nhận và lưu trữ trong thế giới tinh thần, đến lúc đó, nếu có hội viên nào có thực lực cao hơn người trên bảng xếp hạng, thế giới tinh thần sẽ tự động cập nhật. Hơn nữa, những người được ghi danh trên bảng xếp hạng có thể lựa chọn hiển thị tên của mình hoặc ẩn danh thậm chí có thể rút khỏi bảng xếp hạng không phải ai cũng thích phơi bày thực lực và thiên phú của mình trước mắt người khác có những người thích ẩn mình thích sống một cuộc sống bình lặng không thích nổi bật hệ thống cũng đã cân nhắc đến những điều này một ngày trước mỗi lần cập nhật bản xếp hạng hệ thống sẽ thông báo qua thể hội viên hoặc những phương thức khác hỏi xem ngươi có muốn công bố tên của mình hay không có muốn để lộ bản thân dưới con mắt của mọi người hay không tất cả đều do ngươi tự quyết định nhưng sẽ không có chuyện ngươi không muốn lộ diện mà bị xóa tên khỏi bảng xếp hạng ngươi có thể ẩn danh hoặc dùng một biệt hiệu để thay thế tên của mình nhưng mà biệt hiệu này không được thô tục càng không thể dùng những biệt hiệu như ngươi là con trai ta ta là cha ngươi thì ra là vậy dương phong gật đầu hắn rất tán thành chức năng ẩn danh này nếu là dương phong nếu hắn đứng đầu thiên bản hắn cũng sẽ chọn ẩn danh người nổi tiếng thì thị phi nhiều cây to thì đón gió lớn súng thường nhắm vào chim đầu đàn cổ nhân đã dạy chúng ta rằng ẩn mình mới là vương đạo im tiếng phát tài mới là lựa chọn tốt nhất đương nhiên đây chỉ là quan điểm cá nhân của dương phong chỉ đại diện cho bản thân hắn mà thôi sau đó dương phong phát hiện ra một điểm mấu chốt trong lời nói của hệ thống đó chính là thế giới tinh thần trong thế giới tinh thần có một không gian chuyên dùng để lưu trữ bản xếp hạng điều này có nghĩa là gì hệ thống có phải sau khi bản xếp hạng được tạo ra không gian thứ ba trong thế giới tinh thần sẽ xuất hiện hay không đúng vậy hệ thống trả lời thẳng thắn không hề có ý giấu giếm dương phong nghe vậy liền cảm thấy hứng thú hóa ra không phải cứ phải hoàn thành nhiệm vụ nào đó mới có thể mở ra không gian trong thế giới tinh thần chẳng lẽ việc mở ra không gian trong thế giới tinh thần có quy luật gì đó hoặc phải đạt được yêu cầu đặc biệt nào đó vậy phải tuân theo quy luật gì hoặc phải đạt được yêu cầu gì mới có thể mở ra không gian dương phong hỏi hệ thống về vấn đề này hệ thống thấy mình lỡ lời trên mặt lộ ra vẻ ảo não nhưng ngay sau đó liền bình tĩnh lại nói thì nói thôi dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì biết đâu còn có thể khiến cho tên ký chủ không đáng tin cậy này thêm phần tích cực ký chủ chỉ cần ngươi thực hiện một số chính sách của cửa hàng hoặc hoàn thành nhiệm vụ hoặc nhận được phần thưởng nhiệm vụ đều có thể mở ra không gian trong thế giới tinh thần ký chủ lúc rảnh rỗi cũng có thể nghiên cứu xem làm thế nào để mở ra không gian trong thế giới tinh thần hệ thống nói cho dương phong một số phương pháp để mở ra không gian trong thế giới tinh thần đồng thời cũng bảo dương phong nên dành thời gian để nghiên cứu không gian tinh thần đừng có suốt ngày không có việc gì lêu lỏng ngây ngốc ngồi trong cửa hàng nhưng dương phong không có giác ngộ cao như vậy bảo hắn đi nghiên cứu mấy thứ này chi bằng bảo hắn đi ngủ còn hơn vậy thì tốt ta còn tưởng rằng phải làm nhiệm vụ mới có thể mở ra những không gian đó câu trả lời của hệ thống khiến dương phong thở vào nhẹ nhõm chỉ cần không. Phải cứ phải làm nhiệm vụ mới có thể mở ra không gian trong thế giới tinh thần là được rồi, hệ thống kinh thường nói, hừ, nếu cứ để ký chủ làm nhiệm vụ mới có thể mở ra không gian, không biết phải đợi đến bao giờ, đừng nói đến việc sau này có xuất hiện thêm không gian mới hay không, hiện tại đã có 81 không gian rồi, trừ đi đại điện tu luyện và đại điện truyền thừa võ đạo, còn 79 không gian chưa được mở ra, nếu để tên ký chủ không đáng tin cậy này đi hoàn thành 79 nhiệm vụ để mở ra không gian. E rằng phải đợi đến khi cỏ mọc trên mộ của ta mới xong, ha ha, nói cũng phải. Dương Phong gãi đầu, không phản bác lại. Chuyện này căn bản không cần phải phản bác, hai bên đều hiểu rõ nhau, cải cọ cũng chẳng có ý nghĩa gì, một du vẻ mặt đầy tâm sự đi tới từ xa, nhìn Dương Phong với ánh mắt mong đợi, trưởng quỷ, ta có thể làm thẻ hội viên không, một Du ở trong cửa hàng nhìn mọi người chơi máy rút thưởng, nghe nội dung trong phòng xem phim, trong lòng liền ngứa ngáy, lại nghe nói bây giờ sắp bắt đầu làm bản chiến lược gì đó, tâm tư càng thêm sôi nổi. Bản thân mình không vào được những bản kia ở thánh giới, nhưng ở chỗ này, chẳng phải là dễ dàng đứng đầu bản sao, mặc dù mình làm như vậy có chút ý lớn hiếp nhỏ, nhưng ta cam tâm tình nguyện, sau khi biết cần thẻ hội viên mới có thể thực hiện những việc này, Mộc Du liền tới chỗ Dương Phong hỏi thăm, Dương Phong, đương nhiên có thể, Mộc Du sau khi nhận được câu trả lời như ý muốn, vui vẻ hài lòng đi về phía quầy, lúc này Thánh Thiên cũng đi tới, Dương trưởng quỷ, ta xin phép cáo lui, Thánh Nguyên hoang giới còn có một số chuyện cần ta xử lý, năm cái Thánh. Địa kia còn đang chờ mình trở về xử lý, mẹ kiếp, dám làm phản đồ, xem bản thiên đạo này có việc các ngươi không, Dương Phong gật đầu, ừm, có việc ngươi cứ về trước đi, Thánh Thiên đi rồi, một du làm xong thẻ hội viên của mình, hắn lấy một ít kim tệ từ chỗ Thánh Thiên, nếu không hắn ngay cả kim tệ làm thẻ hội viên cũng không có, một du cầm thẻ hội viên, cũng học theo những người khác đi tới đài truyền tống của cửa hàng, truyền tống đến trên bình đài, ha ha, bản xếp hạng này ta cũng muốn tham. Gia, ja, một du cầm thẻ hội viên của mình, đi tới trước mặt Tiểu Bạch, hưng phấn nói, Tiểu Bạch, Hồng Vân. Huyền Phi lại lộ ra vẻ mặt kinh bỉ, ngươi đây không phải là ức hiếp người khác sao, đều là cảnh giới thánh chủ rồi, vậy mà còn muốn tham gia trò chơi của phàm nhân, nếu một du muốn tham gia, vị trí thứ nhất trên bản chiến lược này, không ai có thể giành được, nơi này ngoại trừ Dương Phong ra, còn có ai có thể là đối thủ của hắn. Cho dù Triệu Kính Chi có định hành thuật cũng vô dụng, hắn có thể khiến. Ngươi chưa kịp mở miệng đã hồn phi phách tán, hắc hắc, ta mặc kệ, ở thánh giới ta không có tư cách tiến vào những bảng xếp hạng kia, hiện tại có cơ hội tiến vào bảng xếp hạng này, sao có thể bỏ qua, một du có chút làm nũng, danh hiệu đứng đầu bảng của hắn, nhất định phải có, tiểu bạch, huyền phi, hồng vân, bọn họ còn có thể nói gì nữa. Người ta rõ ràng muốn làm kẻ vô lại, thôi được rồi, vị trí thứ nhất trên thiên bản chiến lực, chính là của hắn ta rồi, thánh nguyên hoang giới, thánh thiên trở về, xem ra là đến lúc tính sổ rồi, hôm nay bản thiên đạo rất đau lòng vậy mà có kẻ dám làm phản đồ ngay trước mặt bản thiên đạo giọng nói của thánh thiên vang lên trong tai tất cả sinh linh ở thánh nguyên hoang giới bất kể là ai điều căm hận nhất chính là kẻ phản bội đặc biệt là ngay trước mặt mình để người khác đến thu thập mình vô luận là ai đều không thể tha thứ cho kẻ phản bội thánh thiên đương nhiên cũng không ngoại lệ hắn muốn cho mọi người biết kết cục của kẻ phản bội là như thế nào hắn muốn ngay trước mặt tất cả sinh linh ở thánh nguyên hoang giới, đến lúc tính sổ, người của năm đại thánh địa do thương nguyệt thánh địa cầm đầu đều bắt đầu rung lẫy bẩy bọn họ không ngờ thánh thiên lại trở về nhanh như vậy, bọn họ còn chưa liên lạc được với thế lực của thánh giới thì thánh thiên đã trở về rồi. Hiện tại thánh thiên trở về. Vậy thì có nghĩa là vị thánh chủ kia, lành ít giữ nhiều, xong rồi, xong rồi. Thánh địa của chúng ta xong rồi, tông chủ thương nguyệt thánh địa lúc này hồn bay phách lạc, cả người co quắp hoáng trên ghế, hắn biết xong rồi, tất cả đều xong rồi, thương nguyệt thánh địa của bọn họ, sắp bị đoạn tuyệt truyền thừa rồi, về sau sẽ không còn thương nguyệt thánh địa nữa, có lẽ ngay cả tinh cầu này cũng sẽ biến mất không thấy tâm hơi, theo hắn thấy, thánh thiên tuyệt đối sẽ đuổi tận giết tuyệt, sẽ không để lại. Bất kỳ hậu hoạn nào, hơn nữa rõ ràng là muốn giết gà dọa khỉ, tông chủ hoàng cực thánh địa, ở trước mặt một lão giả tóc bạc trắng, hoảng sợ nói, lão tổ, chúng ta phải làm sao bây giờ thánh thiên đã trở về rồi lão tổ hoàng cực thánh địa cũng là vẻ mặt buồn bã ha ha có thể làm sao bây giờ dù thế nào cũng không nghĩ ra tại sao thánh thiên lại trở về nhanh như vậy hơn nữa tên thánh chủ kia đã đi đâu có trở về cùng hay không không biết vị thánh chủ kia có trở về cùng thánh thiên hay không hiện tại điều đáng sợ nhất chính là bọn họ đã đạt thành một thỏa thuận nào đó nếu chúng ta đã làm chuyện này trước mặt thánh thiên Vậy chỉ có thể cắn răng chịu đựng sự trừng phạt của hắn, sắc mặt lão tổ hoàng cực thánh địa vô cùng khó coi, hắn không biết thánh thiên sẽ trừng phạt bọn họ như thế nào, nhưng hắn dám khẳng định, thánh thiên sẽ không diệt bọn họ, tông chủ hoàng cực thánh địa không lạc quan như lão tổ của hắn, hiện tại hắn lo lắng nhất chính là thánh thiên sẽ diệt thánh địa của bọn họ. Khiến cho truyền thừa của bọn họ bị đoạn tuyệt, lão tổ, thánh thiên sẽ diệt thánh địa của chúng ta sao? Hắn nhìn lão tổ của mình, vẻ mặt hoang mang hỏi hắn dám lão tổ hoàng cực thánh địa vô cùng tự tin về điểm này hoàng cực thánh địa của bọn họ bây giờ tuy rằng không bằng trước kia nhưng ở thánh giới hoàng cực thánh địa bọn họ cũng là một thế lực rất mạnh một vị lão tổ của bọn họ ở thánh giới chính là người trung thành với một vị thánh vương đó chính là thánh vương tồn tại còn mạnh hơn cả thánh chủ thánh thiên hắn dám đuổi tận giết tuyệt sao những thế lực đứng về phía thánh thiên sau khi nghe được những lời này đều mừng rỡ như điên, thánh thiên trở về nhanh như vậy, vậy có phải nói vị thánh chủ kia cũng không làm gì được người kia, nếu là như vậy, ha ha, bản tông chủ ta thật sự đã đặt cược đúng rồi, giọng nói của thánh thiên tiếp tục vang lên, lần này giọng nói của hắn lạnh như băng, tràn ngập sát khí, thương nguyệt thánh địa, thiên tàng thánh địa, hư không thánh địa, lạc vân. Thánh địa, hoàng cực thánh địa, hiện tại bản thiên đạo, tuyên phạt các ngươi, thánh thiên nói đến đây, dừng lại một chút, Khiến bầu không khí kinh khủng này càng thêm nặng nề, năm thánh địa đang chờ bị tuyên án, tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ, hủy diệt. Khi hai chữ cuối cùng của thánh thiên thốt ra, tất cả sinh linh trong thánh nguyên hoang giới đều im lặng, nhưng ngay sau đó, người của năm thánh địa này đều kinh hãi tột độ, "Không! Thánh thiên, ngươi dám dừng tay." Các lão tổ và tông chủ của năm thánh địa đồng loạt gào thét, nhưng có tác dụng sao, căn bản là vô dụng, đối với kẻ phản bội chỉ có hủy diệt, tinh cầu của năm thánh địa biến mất, sau khi thánh thiên dứt lời, năm tinh cầu biến thành năm quả cầu lửa, cuối cùng biến mất không còn thấy gì nữa. Hừ, đây chính là kết cục của việc phản bội bản thiên đạo. Thánh thiên hừ lạnh một tiếng, thánh nguyên hoang giới chỉ còn lại 51 thánh địa. Nhưng 51 thánh địa này đều trung thành với thánh thiên. Thánh thiên không mong cầu bọn họ làm gì cho mình, chỉ cần không gây rối là được đến lúc đó sẽ đưa tất cả bọn họ đến phàm huyền hoang giới để truyền thừa của bọn họ được tiếp tục. Hơn nữa sau khi đến phàm huyền hoang giới, bọn họ còn có cơ hội tiếp xúc với cửa hàng. Loại chuyện tốt này, không phải ai cũng có thể có được. Ngày hôm sau, việc đăng ký náo nhiệt chính thức bắt đầu, Hồng Vân phụ trách đăng ký thiên bản chiến lực, Tiểu Bạch và Huyền Phi phụ trách đăng ký thiên kiêu bản, ha ha, vị. Trí thứ nhất trên thiên bản chiến lực, ta muốn, các ngươi ai có ý kiến? Viên Hồng chống nạnh, ngạo nghễ nhìn mọi người, nhân viên cửa hàng và hồn thể không thể tham gia thiên bản chiến lực, vị trí quán quân trên thiên bản chiến lực này, hắn tự tin có thể giành được, sau khi hắn từ thánh địa đến cửa hàng, cảnh giới đột phá cực kỳ nhanh chóng, không biết có phải ở trong thánh địa bị kìm hãm quá lâu hay không, sau khi đến cửa hàng, trong thời gian ngắn từ thiên cảnh thất giai đã đột phá đến thiên cảnh cửu giai, hơn nữa ở trong bí cảnh thí luyện ma thú, thực lực của hắn càng được tăng lên. Hiện tại chiến lực thực sự của hắn đã đạt đến cấp bậc võ tôn, dưới ánh mắt của Viên Hồng, những người kiêu ngạo kia đều cúi đầu xuống, nếu đánh nhau trực diện với hắn, quả thực không phải là đối thủ của hắn, vị trí quán quân này cứ để hắn giành lấy đi. Viên Hồng nhìn thấy đa số mọi người đều cúi đầu, trong lòng mừng thầm, thế nhưng, lời nói của Hồng Vân khiến cho ánh mắt ngạo nghễ của hắn trở nên ảm đạm, ngươi đừng có đắc ý, vị trí quán quân đã có người đặt trước rồi, Hồng Vân. Nhìn Viên Hồng, thản nhiên nói, trong số các hội viên, kỳ thực còn có vài người mạnh hơn Viên Hồng, chỉ là bọn họ hoặc là lười đăng ký, hoặc là không thể đến đây đăng ký, nếu không thì Viên Hồng muốn lọt vào top 10, còn phải xem xét lại. Viên Hồng nghe Hồng Vân nói vậy, lập tức yểu xìu, đi đến trước mặt Hồng Vân, nhỏ giọng hỏi: "A, lão 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 tổ tông, người kia là ai vậy?" Chưa đợi Hồng Vân trả lời, một tiếng ho nhẹ vang lên từ hư không. Khụ khụ mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên trong hư không có một người đang đứng người này không phải một du thì là ai hắn chỉ chắp tay phải ra sau lưng tay trái vuốt chòm râu dê của mình nhìn thấy ánh mắt mọi người nhìn về phía mình một du lộ ra nụ cười ôn hòa xin lỗi các vị vị trí quán quân này một du ta muốn giành lấy nói xong thân thể hắn từ từ hạ xuống từ hư không khi hai chân hắn chạm đất lại mở miệng nói nếu có ai không phục cũng có thể đến khiêu chiến nhưng ta nói trước nếu muốn đến thì mọi người cùng đến đừng đến từng người một, như vậy quá lãng phí thời gian, tuy rằng một du đang nói chuyện, nhưng ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều nhìn lên trời, căn bản không nhìn mọi người lấy một cái, cho dù là thái độ hay giọng điệu, sau khi mọi người nhìn thấy và nghe thấy, lửa giận trong lòng đều bốc lên, viên hồng và những người khác nhìn về phía hồng vân, muốn biết người này là ai từ hồng vân, lúc một du đến, bọn họ cơ bản đều ở trong cửa hàng, không ở bên ngoài, cho nên không biết. Sự tồn tại của một du, Hồng Vân thấy ánh mắt mọi người đều nhìn về phía mình, liền trừng mắt nhìn bọn họ, bất đắc dĩ nói, đừng nhìn ta, ở đây ngoại trừ chủ nhân ra, không ai là đối thủ của hắn, đúng vậy, ở đây ngoại trừ Dương Phong ra, không ai là đối thủ của Mộc Du, đương nhiên cũng bao gồm nàng, Tiểu Bạch, Huyền Phi, Nhất Hào, Trần Lâm vân vân cho dù Triệu Kính Chi có định hành thuật cũng không được, bởi vì đối phó với bọn họ căn bản không cần ra tay, chỉ cần một ý niệm là tất cả đều tiêu đời. Mọi người nghe Hồng Vân nói vậy, đều kinh ngạc há hốc mồm, lời này có ý gì, ngoại trừ dương trưởng quỷ ra, không ai là đối thủ của hắn, ngay cả lão tổ tông, bạch gia, nhất hào cũng không phải là đối thủ của hắn, ngay cả triệu kính chi có thể khống chế thần linh cũng không phải là đối thủ. Lúc này, mọi người mới dùng ánh mắt kinh hãi nhìn về phía một du, tên này nhìn có vẻ bình thường, vậy mà lại mạnh mẽ như vậy. Lúc này, một du thu hồi ánh mắt từ trên trời, nhìn về phía đám người và ma thú đang kinh. Ngạc, lộ ra nụ cười hiền lành, nói với mọi người, khách sáo khách sáo, mọi người cũng rất mạnh, Lời này của một du nói ra rất giả tạo, nhưng mọi người nghe vào tai vẫn cảm thấy rất thoải mái, có thể được vị đại cao thủ siêu cấp này khen ngợi, trong lòng mọi người vẫn rất phấn khích, mặc dù bọn họ đều biết vị đại cao thủ siêu cấp này chỉ nói vài lời khách sáo, không phải xuất phát từ nội tâm, nhưng vậy thì sao, bọn họ cũng không quan tâm một du có thật lòng hay không, chỉ cần nghe được từ miệng một. Du nói bọn họ cũng rất mạnh là được rồi, Hồng Vân lại không để ý, đây chẳng phải là người lớn đang trêu chọc trẻ con sao, nàng liếc mắt nhìn một du, kinh thường nói, người lớn ức hiếp trẻ con thật là nhàm chán lúc này giọng nói của huyền phi cũng từ xa truyền đến đúng vậy khiến cho mọi người không có chút cảm giác trải nghiệm nào tiểu bạch cũng nói hai thôi không nói nữa ai bảo người ta chưa bao giờ lọt vào bản xếp hạng như vậy chứ tuy rằng bị ba người hồng vân chế giảo nhưng một du lại không hề để tâm bởi vì bọn họ nói đều là sự thật với tu vi hiện tại của hắn căn bản không thể vì chuyện nhỏ này mà làm xáo trộn tâm cảnh một du nhắm mắt lại, hưởng thụ ánh mắt sùng bái của mọi người, mặc dù trên thực tế, mọi người không dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn, nhưng không ảnh hưởng đến việc một du tự cho là như vậy. Một lúc sau, viên hồng lại nhảy ra, ủ rũ nói, hay, vậy chỉ có thể làm á quân rồi, lần này không còn ai có ý kiến nữa chứ. Hắn cảm thấy lần này hẳn là không có ai tranh vị trí á quân với. Hắn nữa, tuy rằng không thể làm quán quân, nhưng vị trí á quân này hắn cũng phải giữ vững nhưng khi hắn vừa dứt lời, có một người từ xa đi tới, ta nghĩ, vị trí á quân này, ta có thể cạnh tranh một chút, mọi người nghe vậy liền nhìn lại, chỉ thấy tộc trưởng quy tộc, ô vô hùng tay phải chống gậy, tay trái chấp sau lưng, chậm rãi đi về phía này, viên hồng đầy đầu hắc tuyến, lão rùa đen này tới làm gì, hắn đến xem náo nhiệt cái gì, lão ô, ngươi đến xem náo nhiệt gì vậy, sau khi ô vô hùng đến cửa hàng. Hùng quá hải đã từng tỉ thí với ô vô hùng một lần, kết quả là thua thảm hại, ngay cả phòng ngự của ô vô hùng cũng không phá được, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, trận tỷ thí này chỉ là một trận đấu nhỏ giữa hai người, người ngoài căn bản không biết, những người biết trận tỷ thí này cũng chỉ có lác đác vài ma thú, thực lực của viên hồng và hùng khoát hải không chênh lệch nhau quá nhiều, hắn không phá được phòng ngự của ô vô hùng, mình cũng gần như không phá được. Vừa rồi hắn không nhìn thấy ô vô hùng. Đến, cho nên mới dám nói năng hùng hồn như vậy, bây giờ nhìn thấy ô vô hùng đến, hắn chỉ có thể đi tranh vị trí thứ ba, ô vô hùng vui vẻ nói, ha ha, chỉ cần là hội viên liền có thể tham gia, ta cũng là hội viên A, bên ô vô hùng đã từng thấy một du xuất hiện, ngay cả thánh thiên cũng tới cầu cứu dương trưởng quỷ, có thể thấy được thực lực của người này phải ở trên thánh thiên, mà thực lực của ta cùng thánh thiên cũng không phải cùng một đẳng cấp, cho nên ta nhìn thấy một du ở bên này, liền biết. Mình chỉ có thể cạnh tranh vị trí thứ hai, mặc dù ta không tranh được hạng nhất cũng không dám nghĩ, nhưng ta thấy vị trí hạng hai này đã nắm chắc trong tay, hiện tại, ta nhìn thấy viên hồng ở chỗ này khoe khoang, liền tới để hắn biến thành kẻ ngốc, ô vô hùng nhìn vẻ mặt khó chịu của viên hồng, lắc lắc đầu, hắc hắc, hay là chúng ta tới so tài một phen, ở chỗ này, không phải ta khoác lác, ngoại trừ mấy người lão tổ tông cùng đám người một du, thánh thiên ra. Những người khác ta đều không để vào không phải cảnh giới của ta lợi hại cỡ nào, chỉ là phòng ngự của ta thật sự là quá mạnh mẽ, coi như là võ tôn cấp thấp, muốn phá vỡ phòng ngự của ta, cũng phải dốc hết sức lực, bằng không mà nói, ngay cả một cọng lông của ta cũng không làm bị thương, hừ, viên hồng hừ lạnh một tiếng, quay đầu không nhìn ô vô hùng nữa, lão già này xấu xa lắm, ta không chơi với ngươi, mấy canh giờ sau, về bản chiến lực, cơ bản đã ghi danh xong, vốn dĩ ma thú thiên cảnh và võ giả võ đế trên thiên thần đại lục cũng không nhiều lắm tính đi tính lại cũng chỉ hơn mấy trăm ghi danh cũng chỉ là chuyện trong chốc lát đối với những ai có hứng thú gia nhập chúng ta thảo luận thiên kiêu bản tới chỗ ta ghi danh thanh âm của hồng vân vang lên trong đám thiên cảnh ma thú và vũ đế võ giả những ma thú và võ giả này còn chưa kịp ghi danh xa xa đã có âm thanh truyền đến ta ta cũng tới ghi danh ta cũng tới một suất lúc này mười mấy hồn thể do hoàng dịch cầm đầu bay về phía bên này ha ha nếu hồn thể chúng ta không thể tham dự xếp hạng bản danh sách vậy vị trí trợ thủ này chúng ta bao hết hoàng dịch ha ha cười lớn vô luận tư chất vô luận năng lực chuyên nghiệp vô luận nhãn giới những hồn thể đại lão này không thể nghi ngờ so với thiên cảnh ma thú cùng vũ đế võ giả ở đây càng thêm có tư lịch bọn họ đã sống bao nhiêu năm gặp qua bao nhiêu thiên tài kinh tài tuyệt diễm nhìn qua bao nhiêu tang thương biến đổi có sự gia nhập của bọn họ công việc của đám người tiểu bạch sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều hồng vân biểu thị vô cùng hoan nghênh những hồn thể này gia nhập có bao nhiêu bọn họ thu nhận bấy nhiêu tiến triển công việc của hồng vân bên này vô cùng nhanh chóng và hiệu quả bên phía tiểu bạch và huyền phi thì chậm hơn nhiều dù sao người ghi danh tham gia thiên kiêu bản thật sự là quá nhiều mấy người ngụy đình đình cũng tới ghi danh tham gia xếp hạng thiên kiêu bản sau khi điền xong tư liệu, ghi danh xong, Ngụy Đình Đình nói, "Tiểu Bạch, sau khi chúng ta ghi danh, có phải muốn tham gia tỷ thí không?" Tiểu Bạch lắc đầu, "Tạm thời không cần, chỉ khi nào tình huống ngang nhau mới lựa chọn tỷ thí." Tiến vào thiên kiêu bản, thiên phú phải cao hơn chiến lực hiện tại, ví dụ như Ngụy Đình Đình hiện tại, nàng đã coi như là nửa tu tiên giả, chỉ cần cho nàng tu luyện công pháp, lại để cho linh lực trong cơ thể nàng chuyển hóa thành ngũ hành linh. Lực như vậy nàng chính là tu tiên giả chân chính, lại nói thể chất và huyết mạch trong cơ thể nàng, mặc dù bây giờ sức chiến đấu cũng không phải cường đại như vậy, nhưng nàng cũng là người có sức cạnh tranh nhất thiên kiêu bản, cũng là ứng cử viên đứng đầu nhất bản, huyền phi ở bên cạnh cũng tiếp lời nói, không sai, đến lúc đó chờ bản danh sách xuất hiện, mọi người cũng đừng quá bận tâm xếp hạng trên bản danh sách, nếu như mọi người không phục, đợi đến năm sau, bản xếp hạng sẽ làm mới một. Lần, đến lúc đó bản danh sách sẽ do chủ nhân tự mình công bố không cần ghi danh tham gia đến lúc đó mọi người liền có thể nhìn thấy mình rốt cuộc có bao nhiêu thực lực sau khi mọi người nghe xong nhao nhao gật đầu nhao nhao gật đầu biểu thị đã biết thiên kiêu bản này rốt cuộc là chuyện gì trời dần tối một ngày cứ thế trôi qua ngày mai còn phải tiếp tục ghi danh thiên kiêu bản từ việc xếp hàng hôm nay có thể thấy có thể ngày mai còn cần một ngày nữa ghi danh mới có thể kết thúc dù sao da mặt của người trẻ tuổi so với ma thú thiên cảnh và võ giả võ đế còn dày hơn nhiều, coi như biết rõ mình không có chỗ xếp hạng, cũng phải tới góp vui, Mỹ kỳ danh viết là, trọng tại tham gia, trên cơ bản, đệ tử thế gia tông môn có thực lực nhất định của thiên tần đế quốc, toàn bộ đều tới ghi danh, đệ tử thế gia tông môn khác đều ghi danh, nếu như chúng ta không ghi danh, chẳng phải là để cho người ta coi thường sao, nếu như chỉ là tiểu bạch và huyền phi, chỉ có hai người bọn họ phụ trách thiên. Kiêu bản, bận rộn thêm 7, 8 ngày nữa cũng không giải quyết xong, cũng may vào buổi chiều, các tiền bối hồn thể do Hoàng Dịch cầm đầu gia nhập, mới khiến cho tốc độ ghi danh thiên kiêu bản nhanh hơn, chủ nhân, thiên địa bản của bản chiến lực đã ra rồi. Trong bữa tối, Hồng Vân lấy ra thiên bản chiến lực và địa bản chiến lực đã chỉnh lý tốt đặt ở trước mặt Dương Phong. Ồ, nhanh như vậy sao? Dương Phong cũng không ngờ, người trên thiên bản chiến lực và địa bản chiến lực này đã sắp xếp xong. Xui, đây là tốc độ gì vậy? Hồng Vân giải thích, chủ nhân, ma thú thiên cảnh và võ giả võ đế trong hội viên cũng chỉ có từng đó, thực lực ra sao mọi người đều biết rõ trong lòng, bọn họ đã sớm so tài qua trước đó, cho nên rất nhanh đã xếp hạng xong, đối với thiên bản chiến lực, không có bao nhiêu người có ý kiến, về phần địa bản chiến lực, phía trước cũng không có ý kiến gì, chỉ là thời điểm 20 danh ngạch cuối cùng, cần phải thật đau thật thương đánh một trận. Dương Phong mở ra thiên bản chiến lực, thấy được phía trên viết từng cái tên, có chút ngoài dự liệu của hắn, ai da, danh sách này có chút ngoài ý muốn nha, Hồng Vân có thể nghe rõ Dương Phong nói có chút ngoài ý muốn là có ý gì, nàng cũng gật đầu, đúng vậy, nhìn 10 vị trí đầu trên thiên bản chiến lực, Dương Phong dùng ngón giữa búng một cái vào tờ giấy trong tay, ha ha, cũng may có ba người này, bằng không thì 10 vị trí đầu thiên bản đều bị ma thú các ngươi chiếm cứ, Dương Phong nói xong, đặt tờ giấy trong tay lên. Bàn, cầm lấy danh sách địa bản chiến lược bên cạnh lên, chờ hắn xem xong địa bản chiến lược, sau khi xem xong có chút im lặng, ồ, địa bản này quả thực là thảm hại vô cùng, võ giả thiên thần đại lục thật sự là quá kém cỏi. Dương Phong nhìn phần danh sách này, phần lớn đều là ma thú làm chủ, số lượng nhân tộc thật sự thê thảm, lúc này sau khi Tiểu Bạch tới xem hai phần danh sách, cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ, khi Tiểu Bạch nghe xong lời này của Dương Phong, đáp, hắc hắc, bởi vì giữa ma thú chúng ta à, rất ít khi phát động chiến tranh giống như nhân tộc, sẽ không hy sinh chiến lược cao nhất trên chiến trường. Mấy ngàn năm gần đây, nhân tộc vì tranh giành địa bàn, cứ mấy năm liền phát động một lần chiến tranh, mặc dù Tây Đại Lục còn đỡ một chút, đều tương đối bình an, Đông Đại Lục thì không được. Chiến tranh liên miên xảy ra, tử thương vô số, số lượng võ đế bên này thật sự là ít đến đáng thương, đừng nói thiên bản, cho dù địa bản cũng không có mấy người được lựa chọn, may mắn là huyễn nguyệt ma. Sâm bị phân chia vào đông đại lục, nếu không đông đại lục lần này khẳng định sẽ bị mất mặt, bất kể là thiên bản hay là địa bản đều là huyễn nguyệt ma sâm chiếm đa số. Trần Lâm lúc này cũng lên tiếng nói, còn có một điểm chính là, những hội viên ở cấm đoạn đại lục kia không ghi danh tham gia, cho nên nhân tộc liền lộ ra rất là thê thảm. Trần Lâm sau khi xem xong những thiên bản và địa bản này, cũng cười khổ lắc đầu. Nếu như những tông môn thế lực của cấm đoạn đại lục kia có thể tới ghi danh, tham gia căn bản sẽ không có chuyện gì của những võ giả đông đại lục này võ giả võ đế cấm đoạn đại lục đó là rất nhiều đặc biệt là võ đế trung giai trở lên nhiều hơn tây đại lục rất nhiều võ đế cao giai cũng không ít cho dù là võ đế cửu giai cũng có vài người tồn tại trần lâm nói xong đưa ánh mắt nhìn về phía triệu kính chi vẻ mặt phiền muộn ta nói kính chi ngươi phải đốc thúc những võ giả kia một chút đừng chỉ lo vui đùa tu luyện vẫn là nên đặt ở vị trí hàng đầu nếu như một số võ giả. Đông Đại Lục còn tiếp tục như vậy, vậy thật sự sẽ bị người ta chê cười, trên bảng xếp hạng năm sau, võ giả Đông Đại Lục có lẽ một người cũng không nhìn thấy, Triệu Kính Chi gật đầu, Kính Chi lát nữa sẽ nói chuyện với bọn họ, Triệu Kính Chi xem xong danh sách thiên bản và địa bản, cũng thở dài lắc đầu, ai có thể ngờ được, trong võ giả Đông Đại Lục, người xếp hạng cao nhất lại là sư phụ của hắn, xếp hạng 38 trên địa bản, hạng 38 trên địa bản A những người xếp hạng ở phía trước. Toàn bộ đều là ma thú, ma thú trong huyễn nguyệt ma sâm, sau bữa cơm chiều, triệu kính chi một mình rời khỏi cửa hàng, đi về phía tiểu viện của Thương Lan Thiên Tông, hệ thống, sau khi bản chiến lược này được công bố, nhiệm vụ có thể hoàn thành không, thiên bản và địa bản chiến lược này, ngày mai có thể công bố rồi, không biết sau khi công bố, nhiệm vụ có thể hoàn thành hay không, lúc ấy hệ thống cũng không quy định cần làm bao nhiêu bản xếp hạng, ta nói ký chủ, chẳng phải còn có một bản nhân. Giới thiên kiêu nữa sao, đợi đến khi công bố bản thiên kiêu này, nhiệm vụ tự khắc sẽ hoàn thành, hệ thống không trả lời thẳng vào câu hỏi của Dương Phong, mà vòng vo một hồi, hệ thống, nếu như bổn trưởng quỷ chỉ là một bản chiến lực, vậy có phải sau khi công bố là có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không? Dương Phong rất không hài lòng với câu trả lời này của hệ thống, bèn hỏi lại một lần nữa, không thể, lần này hệ thống không dài dòng nữa, cũng không vòng vo tam quốc, Dương Phong, dương phong thật sự là cạn lời hệ thống này bị làm sao vậy không biết nói chuyện tử tế nữa sao ngươi trả lời dứt khoát như vậy cũng không nói rõ tại sao không thể dương phong liên tưởng đến câu trả lời đầu tiên của hắn liền hiểu ra chẳng phải là đợi đến khi bản thiên kiêu được lập ra mới tính là hoàn thành nhiệm vụ sao nói rõ ràng mọi chuyện chẳng phải được rồi sao tại sao phải làm những chuyện quanh co này vậy đợi sau khi bản thiên kiêu được xếp hạng xong cùng nhau công bố ra ngoài Dương Phong thầm nghĩ, nếu bản chiến lược công bố ra ngoài không thể tính là hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì không cần phải vội vàng công bố bản chiến lược ra ngoài trước, đúng rồi, bản thiên kiêu cần mấy ngày, hôm nay Dương Phong cũng có chú ý một chút đến bên phía bản thiên kiêu, đó là người đông như kiến cỏ, cho dù chỉ là đăng ký cũng phải mất 2 ngày, hơn nữa còn phải bình chọn, ước chừng thế nào cũng phải 4-5 ngày mới có thể xong xuôi, Tiểu Bạch gật đầu nói, "Vâng, chủ nhân." ngày mai sẽ tiếp tục đăng. Ký vào bản thiên kiêu một ngày nữa, sau đó sẽ tiến vào giai đoạn bình chọn, nhưng tốc độ tiến triển của sự việc, vượt ngoài dự đoán của Dương Phong, chỉ ba ngày ngắn ngủi, bản thiên kiêu cũng đã được xếp hạng xong, buổi chiều ba ngày sau, Tiểu Bạch cùng những người khác cầm một tờ giấy viết đầy tên, đi tới bên cạnh Dương Phong, chủ nhân, đây là bản xếp hạng cuối cùng của thiên kiêu bản, Dương Phong thuận tay nhận lấy danh sách, mở ra xem xét kỹ lưỡng, ừm, không tệ, bản thiên kiêu này mới có. Chút thú vị, cũng không nằm ngoài dự liệu của bổn trưởng quỷ, Dương Phong nhìn trên tờ giấy, chi chít những cái tên, phần lớn những cái tên ở đây, hắn đều quen biết, có một số còn có ấn tượng vô cùng sâu sắc, hệ thống, bản danh sách đã có rồi, vậy nhiệm vụ này khi nào thì hoàn thành, Dương Phong vừa nhìn danh sách, vừa hỏi hệ thống trong lòng, không biết có phải công bố ra ngoài, mới có thể tính là hoàn thành nhiệm vụ hay không, ngay khi Dương Phong vừa dứt lời, âm thanh thông báo của hệ thống vang. Lên, tin, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ phụ, tạo bản xếp hạng hội viên, phần thưởng nhiệm vụ đã được phát, hành động này của hệ thống làm Dương Phong ngớ người, nhiệm vụ này vậy mà còn cần phải tự mình xác nhận độ hoàn thành nhiệm vụ sao, nếu như bổn trưởng quỹ cứ không nói, vậy chẳng phải nhiệm vụ này sẽ mãi mãi không hoàn thành sao, ngay khi Dương Phong đang nghĩ như vậy, trong thế giới tinh thần, đã xảy ra biến hóa, trong số những quả cầu pha lê đang xoay tròn kia, có một quả cầu pha lê phát ra ánh sáng chói lọi ánh sáng này khiến cho ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía này nhưng ánh sáng này đến nhanh mà đi cũng nhanh chỉ trong năm hơi thở độ sáng của ánh sáng dần dần giảm xuống cuối cùng cũng giống như đại điện tu luyện của đại điện truyền thừa tỏa ra ánh sáng màu cam nhàn nhạt chủ nhân đây là huyền phi thay mặt mọi người hỏi ra câu hỏi này tất cả mọi người đều bị tình huống này làm cho ngơ ngác sau khi huyền phi hỏi ra lời này Mọi người đều hướng ánh mắt và lỗ tai về phía Dương Phong, ánh mắt Dương Phong nhìn về phía không gian quả cầu pha lê đang tỏa ra ánh sáng màu cam, phong thần đại điện, trong đại điện có một phong thần bản, trên phong thần bản ghi lại thiên bản chiến lực võ giả nhân giới, địa bản chiến lực võ giả nhân giới, thiên kiêu bản nhân giới. Những người có tên trên. Bản xếp hạng chiến lực, nếu muốn nâng cao thứ hạng của mình, chỉ cần tiến vào phong thần lôi đài, đánh bại đối phương là được ba người đứng đầu thiên bản chiến lực và ba người đứng đầu thiên kiêu bản, chỉ cần trước khi bản xếp hạng được làm mới vào năm sau, tên không thay đổi, sẽ nhận được phần thưởng của phong thần đại điện. Khi Dương Phong nhìn thấy phong thần đại điện và phong thần bản, thì giật nảy mình, sau khi xem xong nội dung phía sau, mới thở vào nhẹ nhõm, may mà phong thần bản này, không phải là phong thần bản kia, cái này gọi là phong thần đại điện, Dương Phong giải thích một chút về việc phong thần đại điện được mở ra, phong thần. Tiểu Bạch, Huyền Phi cùng những người khác nghe thấy hai chữ này, trong lòng đều trở nên kích động, cái tên này thật bá đạo, nghe cái tên này, chúng ta đều muốn tham gia rồi, hai mắt Tiểu Bạch cùng những người khác sáng lên, nếu chỉ là bản xếp hạng bình thường, bọn họ thật sự không thèm vào, nhưng bây giờ thì khác, đây là phong thần bản do cửa hàng tạo ra, hơn nữa, ba người đứng đầu phong thần bản trong vòng một năm, sẽ nhận được phần thưởng. Chỉ cần nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết, phần thưởng này chắc chắn sẽ vô cùng phong phú dương phong tiếp tục nói ngày mai các ngươi sẽ đem bản danh sách dán ra ngoài đợi đến khi phong thần đại điện chính thức mở ra mọi người có thể vào trong tham quan phong thần đại điện này bất luận là ai cũng có thể vào tham quan chỉ cần ngươi là hội viên là có thể vào có thể lưu lại tên của mình ở phong thần đại điện trên phong thần bản đây là vinh quang cỡ nào sau khi chuyện phong thần đại điện phong thần bản được truyền ra tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn, đặc biệt là những người biết mình có thể tiến vào phong thần đại điện, phong thần bản, cái đuôi của những ma thú kia đều vểnh lên trời, quả thật là vên váo tự đắc, ánh mắt của những võ giả kia, không thèm nhìn người khác, mà là nhìn trời, lỗ mũi dường như không phải dùng để thở, mà là dùng để hứng phân chim rơi từ trên trời xuống, càng nhiều người đang chờ đợi khoảnh khắc bản danh sách được công bố, đến ngày hôm sau, trước cửa hàng người đông như nêm cối, đứng trên mặt đất, bay. Trên trời, Đông nghiệp, lát nữa là đến lúc công bố bản xếp hạng, tất cả mọi người đều nóng lòng không đợi được, cho dù một số người và ma thú đều biết thứ hạng của mình, nhưng cũng muốn đến góp vui một chút, lộ mặt một chút, hai vị thiên đạo Thánh Thiên và Huyền Phương, cũng đến xem náo nhiệt, còn một canh giờ nữa là đến giờ cửa hàng mở cửa, dưới sự dẫn dắt của Dương Phong, tất cả mọi người đều đứng ở cửa ra vào, khi Dương Phong cùng mọi người vừa xuất hiện, tinh thần của tất cả mọi người đều phấn. Chấn lên cảm xúc cũng sôi nổi hẳn, Dương Phong hắn giọng nói, mấy ngày nay mọi người đã chờ đợi lâu rồi, hiện tại thiên bản chiến lực, địa bản chiến lực, thiên kiêu bản đều đã được lập xong, nói đến đây, Dương Phong nhìn vẻ mặt tò mò của một số người, vẻ mặt kích động của một số người, nói nhảm cũng không nói nhiều nữa, bây giờ bổn trưởng quỹ sẽ công bố 10 người từ hạng 11 đến hạng 20 trên thiên bản chiến lực, Dương Phong phất tay một cái, trên hư không, từ từ hiện ra những cái tên được ngưng tụ từ linh khí ngũ hành, ha ha, lên rồi lên rồi, lão tông chủ lên bản rồi, hạng 19 thiên bản, một vị trưởng lão của Vân Yên Thiên Tông kích động không thôi, mặc dù bọn họ đã biết Phong Phi Trần lọc vào thiên bản, nhưng không ngờ, Phong Phi Trần vậy mà lại xếp hạng 19, tông chủ, người xem, tông chủ là hạng 15 thiên bản, đại trưởng lão Kim Đỉnh Thiên Tông mừng đến rơi nước mắt, Hoàng Chính Hạo lọc vào hạng 15 thiên bản, Hoàng Chính Hạo cũng tương đối hài lòng với thứ hạng của mình, có lẽ. Sang năm, thứ hạng của hắn nhất định sẽ tụt xuống rất nhiều, nhưng vì không muốn rơi khỏi thiên bản, hắn quyết định chuyên tâm tu luyện, không hỏi thế sự, trời ạ, à, 20 người cuối bản thiên bản này, sao chỉ có 7 người là nhân tộc chúng ta, mà thú lại có đến 13 người, nhưng cũng có người chú ý đến, trong 20 người cuối bản thiên bản, mà thú chiếm 13 người, nhân tộc bọn họ lại chỉ có 7 người, hơn nữa trong 7 người này, toàn bộ đều là trưởng lão và thái thượng trưởng. Lão của thiên minh, hơn nữa, có mấy vị trưởng lão của thiên minh, vậy mà còn không lọc vào thiên bản, chênh lệch giữa nhân tộc và ma thú, cũng quá lớn rồi, đối với chuyện này, một số thế lực đã biết được từ tối hôm trước, đặc biệt là Thương Lan Thiên Tông, bị Triệu Kính Chi mắng cho một trận te tua, đặc biệt là Hướng Vấn Thiên, Triệu Kính Chi đã nhắc nhở bọn họ không chỉ một lần, đừng có ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, hãy dùng hết tâm sức vào tu luyện, có lẽ sau khi trải qua chuyện này, mọi người mới thật sự coi trọng việc tu luyện, ha ha, đợi đến khi mười người đứng đầu được công bố, nhân tộc chúng ta nên khóc thôi, hùng khoát hải khoanh tay trước ngực, cười ha hả, đối với bản chiến lực, mấy người bọn họ đều đã rõ như lòng bàn tay, nhưng đối với thiên kiêu bản, bọn họ lại không rõ ràng lắm, những vị tiền bối hồn thể tham gia bình chọn, từng người một đều kín miệng như bưng, hỏi thế nào cũng không nói, tiếp theo chính là thời khắc công bố 10 người đứng đầu thiên bản. Phần lớn mọi người đều bắt đầu nín thở tập trung, hai mắt không rời khỏi hư không, ngay sau đó, tên của người đứng thứ 10 trên thiên bản chiến lực xuất hiện, hạng 10 thiên bản, Diệp Huy, chúc mừng Thái Thượng trưởng lão, lọc vào tốt, 10 thiên bản, các đệ tử chú Linh Tông reo hò, bọn họ kích động vô cùng, cùng vui mừng như các đệ tử chú Linh Tông chính là phe nhân tộc, chỉ cần không phải ma thú xuất hiện, bọn họ liền hoang hô. Mặc dù bây giờ quan hệ giữa nhân tộc và ma thú rất mật thiết, nhưng đây là chuyện liên quan. Đến vinh nhục của chủng tộc, không liên quan đến những thứ khác, lúc mới biết mình lọc vào tốt, 10, Diệp Huy có chút không dám tin, nhưng cuối cùng hắn đã may mắn lọc vào tốt, 10, chúc mừng Diệp Huynh, một số người quen biết cũng đến chào hỏi, không có gì, cùng vui cùng vui. Diệp Huy cũng đáp lại từng người một, Hạng chính thiên bản, Quế Nguyên, khi người đứng thứ chín thiên bản xuất hiện, phe nhân tộc lại vang lên một tiếng than thở, còn phe ma thú, từng người một gầm rú lên, chúc mừng đại trưởng lão, chúc mừng đại trưởng lão, quy tộc cũng hoang hô, đặc biệt là tiểu yêu sắc, tiếng reo hò vô cùng lớn, hận không thể cho cả thiên hạ biết rằng đại trưởng lão của bọn họ đã lọt vào top chính thiên bản, hơn nữa, điều khiến bọn họ càng thêm phấn khích chính là đại trưởng lão đã lọt vào tốt chính vậy chẳng phải tộc trưởng của bọn họ còn xếp hạng cao hơn sao, nghĩ đến đây, lại là một trận hoang hô, còn Quế Nguyên thì vô cùng bình tĩnh, thứ nhất là hắn đã biết mình lọc vào top 10, thứ hai là hắn có chút không phục, hắn cho rằng mình có thể xếp hạng cao hơn, nhưng sau khi biết thứ hạng của tộc trưởng, hắn cũng dập tắt ý định so tài với những người kia, mới hạng chín thiên bản thôi mà, có gì đáng chúc mừng đâu. Cuối cùng Quế Nguyên lạnh lùng nói, hạng tám thiên bản, sở mộng vân, tộc trưởng. Vạn Tuế, tộc trưởng Vạn Tuế. Sở U, U Lâm Nhi, Cẩn Nhi cùng những người khác cũng hô to, hưng phấn nhảy cẩn lên bên cạnh Sở Mộng Vân, Sở Mộng Vân cũng mỉm cười, nàng rất hài lòng khi mình có thể xếp hạng 8, nếu như trong khoảng thời gian này nàng đều ở trong cửa hàng tu luyện, có lẽ thứ hạng của nàng có thể tiến thêm vài bậc nữa, phe nhân tộc lại vang lên những tiếng hoan hô, nhưng nếu bọn họ biết, thân phận thật sự của Sở Mộng Vân không phải là nhân tộc thuần túy, không biết bọn họ sẽ nghĩ gì, không biết có còn hoang hô nhảy. Nhóc như bây giờ nữa hay không, hạng bảy thiên bản, ma hầu, lại là một người thuộc phe ma thú, ma long của ma long tộc ngửa mặt lên trời gầm rú, vô cùng hưng phấn, nhưng ma hầu lại không kích động như vậy, hắn lắc đầu, vẻ mặt thất vọng, hay, thật đáng tiếc, bổn vương đã từng là cường giả số một đại lục, bây giờ chỉ có thể xếp hạng bảy, khi nói ra hai chữ, hạng bảy, cuối cùng, trên mặt hắn lộ rõ vẻ thổn thức, Tiếp theo, Dương Phong công bố cùng lúc những người xếp hạng 6, 5, 4, 3 thiên bản, hạng 6. Thiên bản, chuẩn thiên la, hạng 5 thiên bản, điệp tiểu phi, hạng 4 thiên bản, hùng khoác hải, hạng 3 thiên bản, viên hồng. Sau khi nhìn thấy tên của bốn vị thái thượng trưởng lão huyễn nguyệt ma sâm, phe nhân tộc vang lên một mảnh kêu thang, mặc dù từ hạng 3 đến hạng 6, toàn bộ đều là ma thú, đây là điều bọn họ không ngờ tới, nhưng nghĩ lại, những cao thủ của nhân tộc bọn họ đều đã không còn, bọn họ không thể nghĩ ra trong nhân tộc còn ai mạnh hơn bốn người này nữa. Viễn Nguyệt Ma Sâm này thật sự quá mạnh, nhân tộc chúng ta cứ như vậy mà bị áp chế sao? Thôi xong rồi, hai người đứng đầu chắc chắn cũng là ma thú. Tốt, mười thiên bản, nhân tộc chúng ta vậy mà chỉ có hai người, thật không công bằng, đáng thương a, à. thật sự quá đáng thương. Tốt, mười thiên bản, nhân tộc chúng ta hiện tại chỉ có hai người, đúng vậy trong thiên bản chiến lược này, nhân tộc chúng ta vậy mà chỉ có 10 người, thật đáng thương, so với tiếng kêu thang của phe nhân tộc, phe ma thú lại tỏ ra khá thoải mái, mọi người đều vui vẻ. Nói nói cười cười, ha ha, bốn vị thái thượng trưởng lão vậy mà đều lọc vào tốt, 10 thiên bản, hắc hắc, ma thú chúng ta vốn là bá chủ của đại lục này, có được thành tích như vậy cũng là lẽ đương nhiên, hai người đứng đầu rốt cuộc là ai, vậy mà còn mạnh hơn cả các vị thái thượng trưởng lão, dương phong nhìn cảnh tượng náo nhiệt này trong lòng cũng cảm thấy thoải mái đã lâu rồi không náo nhiệt như vậy ngoài những hoạt động ra cũng chỉ có lần cửa hàng thăng cấp trước đó náo nhiệt tương tự như thế này những ngày khác căn bản không náo nhiệt như vậy dương phong búng tay một cái tên thiên bản đệ nhị hiện ra giữa không trung thiên bản thứ hai ô vô hùng nhưng sau khi cái tên này xuất hiện bên phía quy tộc lại vang lên một trận hống hách bên phía nhân tộc đã không còn tiếng than thở bởi vì mọi người đều biết tiếp theo sẽ không liên quan gì đến nhân tộc bọn họ. Hơn nữa, sau khi mọi người nhìn thấy cái tên này, trong đầu liền hiện ra hình ảnh ô vô hùng, trời đất, vậy mà lại là lão quy rùa. Kia, bình thường trông có vẻ hòa ái, tộc trưởng của quy tộc, vậy mà lại cường đại như thế, còn mạnh hơn cả thái thượng trưởng lão của huyễn Nguyệt Ma Lâm, quả thật ma thú không thể nhìn mặt mà bắt hình dong cấm kỵ chi dương không thể đong đếm A, à, nhìn lão quy rùa có vẻ từ bi thiện mục, thực lực lại mạnh mẽ như vậy, sau khi tiếng hoang hô qua đi, bất kể là nhân tộc hay ma thú, đều chăm chú nhìn vào không trung. Xem thử kẻ đứng đầu bản chiến lực này rốt cuộc là ai, rất nhiều người trẻ tuổi chấp tay. Cầu khẩn kỳ tích xuất hiện, một vài ma thú cũng muốn xem thử kẻ đoạt được thiên bản chiến lực đệ nhất, sẽ là ma thú như thế nào, thiên bản đệ nhất, một du, khi Dương Phong đưa ra cái tên thiên bản đệ nhất, toàn bộ hiện trường đều trở nên yên tĩnh, đây là ai vậy, không biết, chưa từng nghe qua cái tên này a à, một số người chưa từng nghe qua tên một du bắt đầu nghi hoặc đừng nói là mọi người chưa từng nghe qua cái tên này ngay cả cái họ này cũng chưa từng nghe trên thiên thần đại lục bọn họ chưa từng nghe qua họ một ngay khi mọi người đang nghi hoặc một du xuất hiện hắn chậm rãi bay lên không trung đi đến bên cạnh tên của mình bắt đầu tự giới thiệu ha ha chư vị ta là một du đại ca đứng đầu thiên bản chiến lực sau khi một du xuất hiện rất nhiều người liền nhận ra hắn ngày đó khi một du xuất hiện vẫn có rất nhiều người chứng kiến hơn nửa lúc một du đi dạo trong cửa hàng cũng đã chào hỏi rất nhiều người hỏi thăm một số việc về cửa hàng rất nhiều người vẫn còn ấn tượng với chuyện này ồ đây chẳng phải là người đột nhiên xuất hiện trên không trung hồ thiên ba hôm đó sao đúng vậy đúng vậy ta cũng nhớ ra rồi hóa ra là hắn tên này rốt cuộc mạnh đến mức nào có thể đứng đầu thiên bản đối với một du mới xuất hiện mấy ngày trước, đoạt được thiên bản đệ nhất, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, những tiếng kinh ngạc này đã bị tiếng hoang hô ác đi, không vì gì khác, chỉ vì một du là nhân tộc, thiên bản đệ nhất là nhân tộc, mà không phải ma thú, đối với nhân tộc mà nói, quá mức quan trọng, nếu không, 10 hạng đầu thiên bản chỉ có hai người nhân tộc, vậy thì quá khó coi rồi. Chúc mừng nhân tộc chúng ta, chúc mừng một tiền bối, chúc mừng một tiền bối, đoạt được vị trí đại ca đứng đầu thiên bản, một tiền bối đẹp trai quá, ta có thể sưởi ấm giường cho ngươi không? Mọi người đều lớn tiếng hô lên, bày tỏ cảm xúc kích động của mình, lúc này, chính là sự va chạm giữa hai chủng tộc, nhân tộc cho rằng, lần tranh đoạt trên thiên bản này, bọn họ sẽ thua đến mức không còn một mảnh giáp, nhưng cuối cùng khi thiên bản xuất hiện, nhân tộc bọn họ vẫn thắng, giữ lại vị trí thiên bản đệ nhất, giữ lại cho nhân tộc, so với nhân tộc bên này hoang. Hô, trận doanh ma thú có vẻ yên tĩnh hơn rất nhiều phần lớn ma thú đều cho rằng vị trí thiên bản đệ nhất lần này nắm chắc trong tay rồi nhưng vạn vạn không ngờ vậy mà lại xuất hiện một hắc mã cướp đi vị trí thiên bản đệ nhất của bọn họ tuy rằng những ma thú thiên cảnh kia đã sớm biết được bản xếp hạng này tuy rằng bọn họ đối với thực lực của một du là vô cùng khâm phục thực lực của người ta bày ra đó các ngươi không phục cũng vô dụng nhưng đối với hành vi không biết xấu hổ này của một du vẫn là vô cùng kinh bỉ, ngươi là một thần linh, hơn nữa thực lực trong thần linh cũng phi phàm, vậy mà lại đến tranh giành vị trí với bọn họ, chuyện này thật không có thiên lý, nhưng bất mãn thì bất mãn, chúc mừng vẫn phải chúc mừng, ai bảo ngươi là đại lão chứ, một du lần này thật sự sảng khoái, tuy rằng lúc hắn ở thánh giới, cũng thường xuyên được mọi người chú ý, được mọi người hoan hô, nhưng hắn cảm thấy không giống nhau, ở thánh giới, tiếng hoan hô hắn cảm nhận được đều là đến từ sự kính sợ đối. Với thực lực của hắn, mà ở đây thì khác, hắn có thể cảm nhận được, đại đa số mọi người đều là vui mừng từ tận đáy lòng, hoan hô xuất phát từ tâm can, ca ngợi hắn, tán dương hắn, đều là xuất phát từ chân tâm, nghe tiếng hoan hô như vậy, nhìn vẻ mặt cuồng nhiệt của mọi người, hắn lại nhớ tới khoảng thời gian tươi đẹp năm đó ở hoang giới, sảng khoái, mẹ nó thật sự sảng khoái, hóa ra lên bảng xếp hạng lại sảng khoái như vậy, giờ khắc này, một du nhắm mắt lại, tận hưởng tất cả khi nhiệt huyết rút đi, sao? Khi tiếng hoang hô kết thúc, mọi người đều đang chờ địa bản được công bố, khi địa bản được công bố, rất nhiều người nhìn thấy đều lắc đầu, bầu không khí vô cùng nặng nề, hai, chênh lệch giữa nhân tộc chúng ta và ma thú thật sự quá lớn a, à, không chỉ ma thú trên thiên bản nhiều hơn chúng ta một đoạn lớn, ngay cả địa bản này cũng nhiều hơn chúng ta nhiều như vậy, ai nói không phải chứ? Trong địa bản, nhân tộc chúng ta chỉ có 19 người, quá kém cỏi. Xem ra thế hệ chúng ta phải tự cường, không. Thể để chuyện như vậy tiếp tục kéo dài, rất nhiều người lúc này đều âm thầm hạ quyết tâm, vì sự cuộc khởi của nhân tộc mà tu luyện, sau khi địa bản được công bố, bầu không khí của trận doanh nhân tộc cũng không phải hoàn toàn nặng nề, cũng có hoan hô, cũng có vui mừng, chúc mừng Ngụy lão thái gia, chúc mừng Ngụy thái gia, chúc mừng Ngụy lão gia, chúc mừng Ngụy lão thái thái đứng đầu địa bản chiến lực, khi Tiêu Hương linh đoạt được vị trí đứng đầu địa bản, toàn trường cũng hoang hô lên, thiên bản. Đệ nhất, địa bản đệ nhất đều là nhân tộc bọn họ, đây cũng là niềm vui lớn nhất trong lòng mọi người. Đến đây, thiên bản chiến lực và địa bản chiến lực, toàn bộ đều được công bố trong 30 danh ngạch thiên bản, ma thú chiếm 19, nhân tộc 10, ma nhân tộc 1, trong địa bản, ma thú chiếm 51, nhân tộc chiếm 16, ma nhân tộc chiếm 3, đương nhiên, ở đây ngoại trừ một số ít người biết đến sự tồn tại của ma nhân tộc, những người khác đều coi bọn họ là nhân tộc, nhưng Sở Mộng Vân cũng sẽ không để ý những chuyện này, nàng biết thiên địa bản đều có ma nhân tộc bọn họ tiến vào. Như vậy là đủ rồi, sau khi thiên địa bản kết thúc, Sở Kinh cuồng vô cùng đắc ý, không vì gì khác, chính là bất kể là thiên bản chiến lực, địa bản chiến lực, thiên kiêu bản đều có ma nhân tộc bọn hắn, ma nhân tộc bọn họ cũng không rời xa thế giới chủ lưu này, ma nhân tộc bọn họ cũng không bị thời đại này bỏ rơi. Hiện tại toàn bộ ma nhân tộc, mọi người đều ca hát nhảy múa vui mừng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.